Nha, như vậy thì là cái trận đấu giữa U18 Thái Lan và U18 Australia đã kết thúc hiệp phụ thứ nhất nha quý vị. 90 phút thì hòa không đều rồi hiệp phụ thứ nhất cũng kết thúc luôn rồi. Và hiện tại bây giờ vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Nhưng mà trong cái hiệp phụ thứ nhất thì nói chung là Úc đã lấn lướt hoàn toàn và trong ở phút thứ 109 thì bên phía cầu thủ Úc có một cái pha bóng là chạm xà ngang. Rồi trong cái quá trình ở diễn ra trong 15 phút hiệp phụ thứ nhất thì rất là nhiều cơ hội cho đội U18 Úc cũng như là đối mặt luôn nha, rất là nhiều cơ hội phải đối mặt 10-10 á. Nhưng mà bên phía U18 Úc thì họ không có tận dụng được cái cơ hội và đành bị Thái Lan cầm hòa tại hiệp phụ thứ nhất này. Và bây giờ thì Thái ITV cũng xin kết thúc video tại đây. Lát nữa nếu mà có tỷ số hay là cái kết quả như thế nào thì Thái ITV sẽ thông báo đến cho tất cả quý vị sau. Quý vị và các bạn hãy cùng cầu nguyện cho Thái Lan họ giành được thắng lợi trong cái trận đấu ngày hôm nay để chúng ta gặp Thái Lan ở trận chung kết, một cái trận chung kết trong mơ. Xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh Thái ITV để đón nhận những cái thông tin mới nhất. Hãy chia sẻ, like, comment để kênh được phát triển. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để đón nhận tất cả những cái thông tin về bóng đá như quý vị. Quý vị nào mà có nhu cầu muốn mua loa kéo di động hát karaoke hay các thiết bị live stream thì quý vị và các bạn hãy gọi cho Thái ITV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461 để được nhận ưu đãi giảm 20% đối với tất cả quý vị nào có nhu cầu muốn mua. Và đối với tất cả quý vị nào đã đăng ký kênh Thái ITV sẽ giảm được 20% cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại một cái video gần nhất. Xin chào.